gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Các bạn có thấy là background của Lan đang rất là nhiều son không? Bởi vì hôm nay là một video về son. Lan vừa mới được L'Oreal gửi tặng cho một ngôi nhà son rất là xinh. Các bạn có biết là ngày 29 tháng 7 này là ngày quốc tế son môi không? Cho nên là video hôm nay sẽ toàn là về son và sẽ có gift giveaway nữa. Các bạn hãy đến là coi đến hết cuối clip nha. Bận mới cho các bạn là ở trong đây sẽ có hai bình đồ son. Đó chính là một bình đồ son của L'Oreal, một bình đồ son của Maybelline. Thì hai bình đồ này sẽ được sale ở trên Shopee vào ngày 29 tháng 7. Cho nên là các bạn nhớ xác định nếu các bạn muốn mua nha. Giờ là sẽ mở cho các bạn coi thử. Và hôm nay thì là mình chỉ mới đánh nền thôi vì là sẽ make up bằng son. Đây là hai loại son của L'Oreal, rất là nhiều luôn á. Đây là loại Rouge Signature, mấy bạn có thấy đằng sau đây Lan có nè. Còn đây là cái loại Color Rich Matte mà Lan Anh đã swatch hồi sinh nhật của mình á. Hôm nay Lan sẽ làm video make up bằng tay và son. Đây là màu 112, Lan sẽ làm hai cái make up look khác nhau. Đây là màu cam cháy và nó có chút vàng. Đây là lý do Lan mặc áo màu nâu. Mình chắc chắn là không thể đánh nền được cho nên chắc chỉ có đánh mắt, đánh má và đánh môi thôi. Nếu mà cam thì chắc là sẽ làm cho nó cute dễ thương chút. Đây là màu 300 của Color Rich Matte. À, cũng là màu cam đỏ. Mình sẽ đánh môi trước cho nó bớt lợn. Màu này lên môi rất là xinh nha, khuyến khích các bạn mua màu này. Cái chất son thì Lan cũng đã review rồi, cho Lan sẽ để cái link chi tiết của cái dòng son này ở dưới. Cái này thì nó sẽ hơi ẩm cho nên Lan sẽ làm má hồng và Lan sẽ kiểu như là tập trung ở vùng ở giữa. Ôi nhìn giống icon. Mấy cái icon mà mắc cỡ. Đây là make up say gụ. Cái này thì chắc để tán lên mắt. Không biết tán được không nữa. Chắc là Lan sẽ tán ở giữa vòng mắt. Thường thì Lan cũng hay đánh màu này lên mắt lắm. Các bạn thấy thêm. Nếu mà mình tán tập trung ở vùng giữa mắt như vậy á thì mình sẽ làm cho mắt của mình to hơn. Miếng nữa. Tại cái này nó là dạng nước á, xong rồi từ từ nó mới khô lại cho nên là mình sẽ tán rất là nhiều. Tán từ từ ra. Đơn giản, nếu mà các bạn không biết make up á thì các bạn làm giống này anh nè. Nhưng mà hình như má hồng nó không có được khớp cho lắm. Với lại á, cái má hồng kiểu này thì nhìn mặt mình sẽ hơi bự ghê chút xíu. Cho nên là mình sẽ chỉnh nó lại. Chỉnh nó lại bằng cách quẹt lên. Đánh lên như vậy thì nó sẽ kéo cái gò má của mình đi lên. Và lấy ít ít thôi nha, nếu mà các bạn chưa tay quen tán á. Đó, với cái make up look này thì các bạn sẽ cần một cái hình ảnh của teen một chút xíu. Đây rất là phù hợp với những bạn nào mà kiểu muốn tươi trẻ. Bây giờ mình sẽ qua tới set son của Maybelline nha. Lan sẽ làm thành màu đỏ là sẽ có hai cây của Maybelline. Đó chính là dòng Color Sensational màu 518 Trillionaire. Và đây là cây hình như mới của Maybelline Lou Sensational Liquid Matte màu Flush It Red. Thì cái makeup look màu đỏ này Lan nghĩ là Lan sẽ đánh má hồng ở dưới này nè. Thì Lan phải đeo mi giả nữa nhưng mà Lan lù quá à. Để Lan swatch thử ra tay hai màu cho các bạn rồi để Lan quyết định coi là lên má mình sẽ mua gì nha. Đây là một cái màu hơi đỏ cam hả? Ừ. Ồ, màu này cũng xinh lắm. Và nó hơi bóng nhẹ. Còn cây này thì màu đỏ tươi á. Tươi lắm lắm luôn á. Thì một cây á, dưới cái đèn hoặc studio á, thì Lan thấy là cái màu này nó sẽ dễ dùng hơn. Còn màu này thì nó sẽ hơi tươi. Lan nghĩ là cái màu này Lan sẽ dùng lên má. Và cái màu này Lan dùng lên môi nha. Lan sẽ dùng cushion để Lan Anh vì chấm cái vì môi lại. Lan nghĩ là mình sẽ đánh lòng môi mà kiểu như là rất là ít ở ngoài viền thôi á. Kiểu như là nhật. Đúng, nhật viền cây này ở trong trước. Sau đây sẽ đánh lòng môi cây này.
Các bạn thấy cái này á là nó không chùi được luôn nè. Cho nên là Lan nghĩ sẽ không có lên má được đâu. Và nếu mà lên má thì mình sẽ phải pha với lại cái màu son hồi nãy cho nó mềm ra bớt. Chắc là Lan sẽ pha với màu son để Lan anh đánh lên vùng ở dưới mắt, chét lên cái màu son cũ nãy luôn nha. Hơi sợ sợ một chút nha. Mình chấm sát dưới đây luôn nha các bạn. Xong mình sẽ loan quang nó xuống dưới một chút xíu. Xong rồi mình sẽ lấy ngón tay sạch cho mình tán ra lại, tán ra bớt cho nó không có bị mấy cái đường vân tay á. Cái này thì chắc dùng để đi quẩy hợp lý hơn là đi chơi hàng ngày á nha mấy bạn. Mình sẽ chấm ở mũi. Các bạn có thể sẽ không thấy đâu, nhưng mà nếu mà làm như vậy thì sẽ làm cho cái mặt của mình nó liên lại với nhau hơn, nó có liên kết hơn á. Chứ không lấy một cục trắng ở giữa mà hai cục màu đỏ xung quanh thì hơi kỳ. Ok, đây là make up lúc đi quẩy. Cũng không phải đi quẩy, không ai quẩy mà hiền vậy hết đâu. Đáng lẽ là còn phải kẻ mắt, kẻ mắt nước nữa, đợi xíu nha. Chấm thêm vài cái tàn nhang đi. Chắc các bạn không thấy đâu tại vì nó hơi sáng. Chấm xong nhìn thấy giống cô bé xấu xí. Lan đã làm xong hai cái makeup look rồi. Video này đơn giản nó chỉ là muốn khoe son với các bạn và muốn kiểu makeup bằng son và kiểu như là trực tiếp, chưa bao giờ lên sóng như vậy. Thì bây giờ thì Lan sẽ give away cho mọi người. Thì Lan sẽ chọn ra 4 bạn winner ở trên Facebook, cho nên là Lan sẽ để đường link chơi giveaway ở bên dưới phần description box cho mọi người, cũng như là đường link mà các bạn có thể mua đồ sale vào ngày quốc tế son môi. Là sẽ trở lại với series Back to School. Ta mong chờ không? Là sẽ đi chơi thật là đã về, bây giờ là mới bắt đầu nghỉ hè thôi. Thì hẹn mọi người ở series Back to School. Các bạn nhớ chơi giveaway nha.